Nếu điện thoại của bạn bị nóng, giảm hiệu năng khi chơi game, bạn có thể tham khảo ngay tản nhiệt Kim Minh giảm ngay 20 độ C chỉ trong 30 giây. Đường link mình sẽ để ngay phần mô tả video nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với FA Channel, lại là mình đây. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với số hỏi gì đáp nấy rất quen thuộc trên kênh FA Channel của mình nhé. Trước khi đến với số hỏi đáp lần này, thì nếu bạn nào đang có nhu cầu muốn mua cho mình những chiếc iPhone với mức giá tốt nhất trong cái dịp Tết này, thì có thể tham khảo ngay tại cửa hàng của Di Động Việt nhé. Tại vì ở đây đang có rất là nhiều các chương trình khuyến mãi cực kỳ khủng cho những sản phẩm như là iPhone XS, XS Max, iPhone 11 và iPhone 12 series. Phải nói mức giá cực kỳ thơm, có cả hàng chính hãng, có cả hàng cũ cũng như là hàng chính hãng V&A để cho anh em có thể tham khảo. Còn bây giờ các bạn hãy cùng mình bắt đầu thôi. Ok, và đến với câu hỏi đầu tiên thì đến từ bạn có tên là Anh Nguyễn. Anh ơi, có nên mua Dugi S88 Pro không ạ? Chúc anh nhiều sức khỏe, nếu có thì mua ở đâu ạ? Với cái sản phẩm Dugi S88 Pro, sau khi mình tìm hiểu thì mình thấy đây là một cái sản phẩm mà chỉ bán ở trên online, ở những kênh như kiểu Banggood, ở những kênh như kiểu AliExpress và ở một số kênh online thôi, chứ nó không bán chính hãng ở Việt Nam. Thế nên là cái việc mà lựa chọn chiếc sản phẩm này thì cũng hơi khó khăn các bạn ạ. Và cũng bạn sẽ cũng sẽ gặp một vài cái bất cập. Đầu tiên thì mình sẽ nói về cái việc là có nên mua cái sản phẩm Dugi S88 Pro này trước. Là nếu như mà bạn đang có một nhu cầu mua một cái điện thoại hầm hố, mua một cái điện thoại có thể gọi là siêu trâu chó, thì gần như những sản phẩm điện thoại của nhà Dugi nó đang làm khá là tốt điều đó các bạn ạ. Tại vì với sản phẩm Dugi S88 Pro này thì nó sẽ dùng cho mình một cái thiết kế chuẩn quân đội này, hầm hố thực sự luôn. Và nó sẽ còn có được những cái góc gia cố, gia cường này. Và như vậy thì cái việc mà chúng ta sử dụng chiếc điện thoại này trong một số cái điều kiện như kiểu là chúng ta thường hay làm rơi rớt, làm công trường chẳng hạn, thì mình thấy cực kỳ hợp lý. Và ngoài ra với sản phẩm Dugi S88 Pro, nó còn được trang bị cho mình công nghệ kháng nước là IP69K. Đây là một cái tiêu chuẩn mà nó nằm ngoài cái bảng xếp hạng rồi. Tại vì hiện tại cao nhất vẫn chỉ là IP68 mà thôi. Ngoài ra nữa thì với cái sản phẩm Dugi S88 Pro này, nó còn được trang bị cho mình một cái viên pin lên đến là 10.000 mAh các bạn ạ. Thế là xác định luôn, cái điện thoại này thì nó sẽ có được một trọng lượng tương đối là nặng. Và với viên pin 10.000 mAh thì cái việc mà chúng ta dùng thoải mái trong vòng đâu đó là 1-2 ngày, thậm chí là 3 ngày thì quá thoải mái luôn. Nói chung thì nó sẽ phục vụ cho những cái nhu cầu đặc biệt. Còn với một người dùng phổ thông thì mình nghĩ rằng với sản phẩm Dugi S88 Pro thì nó chưa thực sự là phù hợp cho lắm. Còn về phần mức giá thì mình tham khảo được với sản phẩm Dugi S88 Pro đang được bán tại một số trang như kiểu Banggood, đang được bán một số trang như kiểu AliExpress với mức giá loanh quanh đâu đó là 200 đô đến 250 đô. Còn ở Việt Nam thì mình cũng tham khảo được ở một bên đang bán với mức giá loanh quanh là 6.990.000 đồng. Thì mình thấy nếu bạn nào đang cần tìm cho mình một cái điện thoại mà kiểu trâu chó này, rồi có một cái khả năng chịu đựng siêu bền, có cho mình cái hiệu năng vừa đủ với con chip Helio P70, có 6GB, 128GB bên trong, có cho mình viên pin 10.000 mAh, có tiêu chuẩn kháng bụi bẩn, kháng nước IP69K. Thực sự đây là một cái sản phẩm mà rất đáng để mua. Tuy nhiên như mình đã nói là nó không dành cho những người dùng bình thường. Và khi mua cái điện thoại này ở Việt Nam, chúng ta sẽ gặp rất là nhiều bất cập. Nếu như lỡ mà nó bị hư hỏng một tí, nó bị bể màn hình, hoặc nó bị cấn camera, hoặc nó bị làm gì đó, hoặc là nó bị chai pin đi, thì chắc chắn chúng ta sẽ không có linh kiện để thay thế. Tại vì Dugi thì chưa bán chính hãng tại Việt Nam. Thế nên mình nghĩ rằng là bạn nên tìm những lựa chọn khác thay thế thì nó sẽ phù hợp hơn. Tại vì với mức giá loanh quanh tầm là 6-7 triệu thì chúng ta đã có rất là nhiều những dòng điện thoại cực kỳ ngon ở thị trường Việt Nam rồi. Rồi, câu hỏi tiếp theo thì đến từ bạn có tên là Danh Danh. Tai nghe True Wireless Gaming nào tầm giá 400-500k vậy anh, em đang cần mua. Nếu như bạn đang cần mua thì hôm trước mình đã có review bên kênh Kiếm Tài hai chiếc tai nghe True Wireless Gaming mà mình phải nói là cực kỳ ngon trong tầm giá 400-500k. Đó là chiếc tai nghe Remax Gaming True Wireless 30, thiết kế của nó ok, đèn LED các thứ cũng đẹp. Và ngoài ra thì còn có thêm tai nghe QCIT 12. Đây là một chiếc tai nghe nâng cấp rất là nhiều từ thế hệ QCIT 7, T8. Có thêm chế độ gaming mode và cái độ trễ của nó thì mình thấy cũng cực kỳ là tốt. Bạn có thể tham khảo qua hai cái lựa chọn của mình. Tai nghe True Wireless đến từ Remax TWS 30 và tai nghe QCIT 12 nhé. Ok, câu hỏi tiếp theo thì đến từ bạn có tên là Huy Nguyễn. Chào anh Hùng 20cm, em muốn hỏi là iPhone 6 Plus chỉ mua để lướt Facebook tác vụ bình thường thì có hợp lý không anh? Ước được lên sóng. Thực ra thì khi mà mình chụp câu hỏi của bạn thì mình cứ nghĩ rằng bạn sẽ hỏi là 6S Plus. Thì mình thấy bây giờ mà mua 6S Plus thì với nhu cầu của bạn nhá, thì mình thấy nó còn ổn. Còn mà 6 Plus bây giờ thì thôi rồi, phải nói là
nó quá lag và tất cả những trải nghiệm chúng ta dùng trên chiếc iPhone 6 Plus bây giờ đã quá tệ rồi. Và mình nói thật với các bạn là bây giờ có cho mình thêm tiền mình cũng không dùng con iPhone 6 Plus, tại vì bây giờ nó quá giật lag rồi. Mở app cũng rất là lâu này, lướt Facebook thì cũng chắc chắn là sẽ bị giật lag và chắc chắn nó sẽ có một cái trải nghiệm không hề ngon. Và với tầm giá của iPhone 6 Plus bây giờ tầm 2 đến 3 triệu thì mình nghĩ rằng quất những dòng điện thoại Android thì nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Ok, câu hỏi tiếp theo thì đến từ bạn có tên là Toàn Trần. Em cần chụp ảnh đẹp tí, hiệu năng đủ dùng, màn hình đẹp tí thì Poco X3 và Reno 4 vậy anh, hay con nào ngon hơn tầm giá 6 triệu? Thực sự thì mình thấy rằng nếu như mà lựa chọn về mặt hiệu năng cao và một cái màn hình tần số quét cao thì với sản phẩm Poco X3 nó sẽ là vượt trội. Tuy nhiên bạn đang cần cho mình một cái hiệu năng vừa đủ và một cái màn hình đẹp cùng với cái camera có khả năng chụp ảnh ngon thì mình đang thiên về cái sản phẩm Oppo Reno 4 luôn. Đồng ý là trước đây Oppo Reno 4 bán ở mức giá loanh quanh tầm 8 triệu thì khá là chát, nhưng bây giờ Oppo Reno 4 đang bán ở cái mức là 5 triệu 9, loanh quanh 6 triệu thôi thì mình thấy nó đang thơm. Tại vì hiệu năng đủ dùng thì con chip 720G nó đã đủ đáp ứng cái nhu cầu phổ thông của chúng ta rồi. Còn camera đẹp thì thực sự là camera của Oppo chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng. Mặc dù là cái nếu như chúng ta xét đến cái phần là số chấm ấy thì camera của cái sản phẩm Oppo Reno 4 nó chỉ có 48 chấm thôi. Tuy nhiên xét về cái chất lượng ảnh chụp cũng như thuật toán mà nhà Oppo làm thì mình thấy họ làm rất tốt. Đặc biệt là về phần camera selfie thì Xiaomi có thể gọi bằng cụ luôn. Thế nên là xét về phần camera với sản phẩm là Oppo Reno 4 nó sẽ ăn. Còn nói đến cái yếu tố đó chính là về phần màn hình, thì thực sự là nếu như bạn cần màn hình đẹp mà bạn không quan tâm đến nó là tần số quét bao nhiêu, 60 cũng được, 90 cũng được, 120 cũng được, thì thực sự màn hình của Oppo Reno 4 cũng không làm chúng ta thất vọng, tại vì nó sẽ dùng cho mình tấm nền là AMOLED thay vì IPS LCD như là cái sản phẩm Poco X3. Và xét đến chất lượng hiển thị thì mình chắc chắn sẽ thích hơn ở cái sản phẩm là Oppo Reno 4 nhá. Tại vì màn hình AMOLED thì luôn luôn có một cái chất lượng hiển thị phải nói là cực kỳ ngon rồi. Và con này cũng có vân tay nhúng nữa. Đó, nói chung nếu bạn nào không quan tâm đến cái việc là tần số quét thì màn hình của Oppo Reno 4 chắc chắn nó sẽ ngon hơn. Và cá nhân mình thì mình thích Oppo Reno 4 hơn ở những cái yêu cầu mà bạn đề ra. Câu hỏi tiếp theo thì đến từ bạn có tên là Quyết Trần. Anh Giai 20cm cho em hỏi là Redmi 10X 5G có xài được 5G ở Việt Nam không á? Dimensity 820 chiến được game bao nhiêu năm? Một like cho anh á. Anh á, ok. Với câu hỏi của bạn Quyết Trần thì mình thấy rằng là với sản phẩm Redmi 10X 5G đã có người test được 5G ở Việt Nam, cụ thể là ở Hà Nội rồi. Thế nên là mình nghĩ rằng khi mà 5G ở Việt Nam thương mại hóa thì con chip Dimensity cùng với modem 5G của nó vẫn có thể dùng một cách ngon lành ở Việt Nam nhá. Tại vì gần như Trung Quốc và Việt Nam thì nó cũng dùng chung hạ tầng băng tần 4 5G là như nhau. Đó. Và cụ thể hơn thì con chip Dimensity 800U thì cũng đã có rất là nhiều bạn test được công nghệ 5G rồi. Thế nên chắc chắn con chip 820 thì cái việc mà sử dụng 5G là quá thoải mái luôn. Và các bạn biết không, Samsung thì cũng đã ra một cái điện thoại có hỗ trợ cho mình con chip Dimensity với công nghệ 5G rồi. Thế nên cái việc trong tương lai ở Việt Nam mình hỗ trợ công nghệ mạng 5G cho những con chip đến từ nhà MediaTek là chắc chắn luôn. Ok, câu hỏi tiếp theo thì đến từ bạn có tên là Lộc Nguyễn. Anh ơi cho em hỏi là hai con Redmi Q2 và Redmi 6 con nào mạnh hơn? Nhu cầu của em là chơi Liên Quân Marketing, không cần lên được HD và chơi Free Fire. Với câu hỏi của bạn thì chắc chắn con Redmi Q2 nó sẽ hơn về mọi mặt, tần số quét cao hơn, hiệu năng với con chip Dimensity 800U nó hơn, rồi nó hơn 5G này, thời lượng pin của nó cũng nhỉnh hơn một tí xíu này. Thực sự là tất cả mọi thứ thì với sản phẩm Redmi Q2 hiện tại nó đang hơn so với sản phẩm Redmi 6. Nhưng mà xét về cái phần trải nghiệm thực tế thì con Redmi 6 hiện tại chỉ có thể là bởi mở được Marketing, còn Redmi Q2 thì không. Cái lý do này là tại vì tối ưu hóa con chip Dimensity đang có trên những dòng điện thoại của nhà Redmi chưa tốt và nhà MediaTek cũng chưa tối ưu hóa hết sức mạnh của chip Dimensity. Thế nên là khi mà mua chiếc máy này về, chúng ta phải chờ đợi để có thể tối ưu hóa một cách tốt hơn, hoặc là chúng ta phải dùng những phần mềm bên thứ ba can thiệp để có thể là bật được marketing những tựa game như kiểu là PUBG hay là Liên Quân chẳng hạn. Và khi bật lên, chắc chắn nó sẽ ngon, chắc chắn nó sẽ mượt hơn so với sản phẩm Redmi 6 rất là nhiều. Thế nên bạn nên chọn là Redmi Q2. Câu hỏi tiếp theo thì đến từ bạn có tên là Xem Chùa Không Like Không Xe Không Sắp. Anh ơi em định mua iPhone 4S về để chơi Genshin Impact Marketing. Em đùa thôi, em định mua về để nghe gọi sơ cua, nhưng em sợ bị lừa máy lốc. Có cách nào để phân biệt máy lốc và máy quốc tế không anh? Mong đầu tư sóng vì em sắp mua. Với câu hỏi của bạn thì mình thấy iPhone 4S và cách để phân biệt được máy lốc và máy quốc tế thì nó cực kỳ đơn giản rồi. Khi mà gắn SIM vào thì bạn hãy reset dòng 2 cho mình. Nếu như máy khởi động lên và yêu cầu chúng ta active SIM thì chắc chắn đây là máy lốc đó. Và khi active SIM thì đương nhiên là phải dùng SIM ghép rồi, tại vì khi mà reset lại dòng 2 thì nó sẽ mất đi cái mã ICCID, và những con máy lốc mà gắn mã ICCID để không dùng SIM ghép thì chắc chắn nó bắt buộc chúng ta phải active lại. Còn có một cái chiêu bán máy lốc tinh vi hơn nữa là gắn SIM ghép chết trên bên của điện thoại, thì hoặc là câu dây trên bên của điện thoại
thì cái này mình xin bó tay, chúng ta có thể là bung máy ra để kiểm tra thôi. Thì đó là hai cách kiểm tra SIM ghép đơn giản. Câu hỏi tiếp theo thì đến từ bạn có tên là D. Anh ơi, 2-3 triệu mua điện thoại gì để chơi, để xài 3-4 năm hả anh? Chơi game Free Fire mong đối với sóng. 2-3 triệu thì mình nghĩ rằng nên mua những dòng flagship chạy cho mình con chip 845 sẽ ổn nhất. Mình có thể lấy hai ví dụ như, ba ví dụ chứ, LG G7 này, rồi Sharp SHV42 này, hay là Sony XPEL-XZ2 chẳng hạn. Thì ba con máy này nó đang gần như ngon nhất trong cái tầm giá 2-3 triệu, và mình nghĩ rằng chơi game Free Fire thì có thể được 2-3 năm tới, còn 3-4 năm thì thực sự là khá khó, thực sự là khó luôn, tại vì tầm giá nó rẻ quá mà mình không thể nào kiếm được những cái điện thoại có cấu hình cao hơn. Ok, câu hỏi tiếp theo thì đến từ bạn có tên là Lê Duy Trần. Em chào anh, em đang phân vân giữa sản phẩm V Smart Line 4 bản 464 và V Smart Joy 4 bản 664, con nào chơi PUBG ngon hơn ạ anh? Chúc bạn kênh nhạc mà phát triển. Như mình đã nói trong những cái video trước rồi, thì con chip mới chính là thứ quan trọng nhất quyết định đến cái hiệu năng của một chiếc máy, còn RAM nó là những thứ phụ thôi. Thế nên ở trong cái lựa chọn này thì chắc chắn là với sản phẩm V Smart Line 4 nó sẽ ăn đứt về cái khoản hiệu năng, khả năng chiến game khi mà chúng ta so sánh với em Joy 4 có RAM nhỉnh hơn một tí xíu. Thực ra cái RAM của nó chỉ để dành để chạy đa nhiệm thôi, chứ còn cái xử lý đồ họa game các thứ GPU ấy, thì nó vẫn luôn nằm ở con chip. Ok, câu hỏi tiếp theo thì đến từ bạn có tên là Trường Dubai. OnePlus Nord 5G chơi game Free Fire 3-4 năm ok không anh? Với câu hỏi của bạn thì mình thấy là OnePlus Nord 5G mà chơi game Free Fire tầm 3-4 năm thì mình thấy cũng ổn đấy. Tại game Free Fire bây giờ, thực sự cái này, cái ví dụ này mình lấy rất là nhiều lần rồi. Đó là thằng cháu của mình, bây giờ nó đang dùng chiếc Realme C1, bán từ năm 2017-18 thì đến mình không nhớ, chạy cho mình con chip là Snapdragon 425, đến bây giờ chơi vẫn ngon. Thì chắc chắn con chip 765G đang có trên cái sản phẩm OnePlus Nord 5G 3-4 năm thoải mái luôn, với tựa game Free Fire nhá, và với cái mức đồ họa setting ở cái mức trung bình thôi, chứ còn anh em yêu cầu là cái gì cũng cao nhất thì chịu. Ok, câu hỏi tiếp theo thì đến từ bạn có tên là Huy Trần. Realme 3 Pro còn đáng mua để chơi game 2 năm không ạ? Trong tầm giá đó mua được con nào pin trên 4000 không, màn hình nét là được? Realme 3 Pro bây giờ bán hơn 3 triệu thì mình thấy hơn 3 triệu bạn quất cho mình con Realme 6 có phải ngon không? Màn hình Full HD cộng này, rồi tần số quét 90Hz này, hiệu năng mạnh hơn so với con chip 712, rồi nó cũng sạc có nhanh hơn này, nó cũng có thời lượng pin ổn áp hơn, nói chung nó có tất cả mọi thứ đều hơn so với sản phẩm Realme 3 Pro. Thế nên tầm giá như này nên mua Realme 6 nhá. Ok, đó là chúng ta tất cả những câu hỏi có đáp số hỏi gì đáp mấy lần này. Vậy thì các bạn nghĩ gì về những câu trả lời của mình? Nó sai ở chỗ nào hay có bất kỳ vấn đề nào thì đừng quên chia sẻ thẳng thắn ở ngay cái phần bình luận của video này nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.